mà anh chị bạn coi được cái clip Hello Tâm và anh chị bạn coi được cái clip mà xô đẩy nhau, đúng không? Xô đẩy nhau mà cơ quan chức năng mà không không kìm được đó, theo Lâm Vũ đó, Hello Lê Đạt, anh chị bạn biết được là khi nào anh chị bạn nghĩ đi, anh chị bạn từ đó giờ mình sống ở Việt Nam ha, Hello An Su, mình sống ở Việt Nam rồi, đúng rồi, Hello Thảo Yêu Đẹp, mình sống ở Việt Nam, có khi nào có cái chuyện đó xảy ra không? Đúng rồi, không thể nào anh chị bạn mà những con người kia thì nó nhân rộng quá độ, có nghĩa là mình đi tu tập tốt chứ không phải không tốt anh chị bạn, mà em nói là càng đông là sẽ cản bước chân thầy đi, tại vì khi đông rồi anh chị bạn biết không, mà đi quá duyên cũng rất là khó, tại vì một mình thầy người ta ok nhưng mà nhiều người mình đi lại nhà người ta sẽ không được, mà nó dần dần đâu biết người nào xấu người nào tốt anh chị bạn, thật sự đâu biết những người đi chung với thầy Minh Tuệ là ai sẽ là người tốt ai sẽ là người xấu, và cái phong trào đó nó làm càng lớn lắm, bởi vì mới lo. Dạ lo nha, người ta chắc cơ quan chức năng sẽ có một cách sắp xếp nào theo tiền phạm để cho thầy có thể đi tiếp, chứ không phải là thầy bị gì đâu anh chị bạn, không phải đâu, không phải là thầy Minh Tuệ bị cái gì, mà là cơ quan chức năng phải có một cách sắp xếp, chứ họ không thể nào mà quy động hết lực lượng để mà giải tán anh chị đó được, tại vì anh chị đó họ muốn đến mà theo Lâm Tu, họ không phải là thầy Tuệ. Bây giờ người ta sẽ đưa ra là tại ông nó đi bộ nên mới vậy, anh chị bạn hiểu không? Nhưng mà người ta từ đi 6 năm rồi, nó mới là vấn đề, mà là vấn đề ai làm nên phong trào này mình đâu có biết anh chị bạn. Dạ đúng rồi, nói chung là nó hơi bị cái lộn xộn mà mình không có được hết, nó phương đài. Mà ví dụ như anh chị bạn với ông cơ quan chức năng, người ta có nhiều người nhận ra chạy bây giờ chuyện nào trật tự là đến trật tự, chạy sẽ bây giờ anh nhào vô mỗi tỉnh anh nhào vô hết để bảo vệ một mình thì mình phải thôi, rồi bao nhiêu người nhờ cái chuyện cơ quan chức năng khác được thật. Anh chị bạn nói không? Không, là thầy không tốt, anh chị bạn đừng nghĩ thế. Thầy không làm gì, nhưng mà những người đi chung mà giờ đã 70 rồi. Sao mà có thể xử lý kịp, anh chị bạn không? Mà những người đó nha, những người đó không người nào mà đi chung họ cho cả một nhóm là xung quanh A luôn. Mà anh chị bạn biết không, cái điều đầu tiên ảnh hưởng là gì không? Ảnh hưởng đến cuộc sống những người dân gần khu đó. Những người đó mà họ trà trộn vô, lỡ một phen họ xấu thôi, là cơ quan chức năng xử lý không có kịp. Tại vì vừa coi thời sợi mà chưa có nhóm người đó là không thể nào làm kịp anh chị bạn. Có thể là cô chứ nào sẽ sắp xếp cho thầy Tuệ đi bằng cách nào đó thì em không biết, nhưng mà sẽ sắp xếp chứ không thể nào để con phó đâu phải như con sẽ. Tại vì lúc đầu em nói anh chị bạn là không có chỗ mà, không có chỗ thầy chị làm sao mà có chỗ mà để tụ tập như thế này được, mà càng ngày á là ai cũng có thể khóa áo để đi, ai cũng có thể thôi để trước đi, cho nó qua cái này để cái gần cái bếp trước đi. Đúng rồi chị Trang My, có nghĩa là nói thiệt luôn, em không muốn câu like, tối chung hồi sáng giờ em không muốn lên là có lý do này, là nếu mà nói sai với anh chị bạn là anh chị bạn sẽ giận, đúng không? Dạ, nói sai với anh chị bạn là chị bạn sẽ giận em tí, nhưng mà nói đúng với anh chị, tôi nói đúng với cơ quan chức năng thì liệu anh chị có chấp nhận không? Em đã nói qua rồi mà bố em coi cái clip mà ngay chỗ mà nhau vô mà cơ quan chức năng không xuống ra được, là anh chị bạn biết rồi, ngày nay mai thôi, chỉ là đóng hình nền nay mai là cơ quan chức năng phải sắp xếp cho thầy đi bằng cách khác. Và tạm thời có thể là khoan đi luôn á, tại vì họ đang lợi dụng với cái phong trào đó, họ nhào vô quá mà bây giờ mà nếu mà bảo vệ thầy Tuệ được bình an nha thì phải biết bao nhiêu chiến sĩ mới bảo vệ được, anh chị bạn em nói không? Tại vì khi mà số đông nó nhào vô, anh chị bạn muốn thầy Tuệ an toàn thì chị bạn phải sao, phải xi quanh, mà khi mà xi quanh thì những người kia họ lại nhào vô đường khác nữa, mà thí dụ trong nhóm đó họ có những cái thành phần nào mình không biết thì tu cà ta sao, cho nên bây giờ chỉ có cách an toàn mà giữ được
không đổ lý họ tự tố thì khác. Còn anh chị bạn mình nghĩ ha, để mình biết thêm một đề tài thì ok. Còn cái vấn đề mà mình soi nha, là mình soi quá không không nên nha, không nên này nó thiệt. Tại vì đó là cá nhân và cá nhân người đó là có tên tuổi trong đoạn clip, mà nếu như cái đó mình không có bằng chứng mà chỉ là đoạn clip đó mình nghe từ ai đó thì không nên. Anh chị bạn nghe để mình biết thôi, hello nước lên, đừng biết tuyên truyền lên. Mình nghe mình có thể là quét lại hay là mình làm lại một cái đó để mình đăng cho người ta nghe, nhưng mà mình khẳng định là mình sẽ không dám khẳng định chuyện này. Tại vì sao không, khi nào mà chính chủ của câu chuyện trên họ đưa lên thì anh chị mới tin được. Còn bây giờ mình nghe một đoạn mập mờ, đoạn ghi âm có thể làm cái gì làm cái kia, mình đâu có dám nói. Mà khi nào mình làm nói bậy bạ là tới mình luôn. Nằm mơ thấy sư bên tuệ có sao không hả? Có sao không là cơ quan chức năng sẽ trả lời cho anh chị bạn, hay là chắc sẽ nghĩ anh chị bạn hiểu không? Mình cứ nghĩ là thầy sẽ an toàn, tại vì bữa tối đó cơ quan chức năng còn thấy thầy và thầy vẫn còn nghỉ ngủ. Có nghĩa là cơ quan chức năng sẽ giải quyết vấn đề khi người dân ngủ anh chị bạn. Chứ buổi sáng là không được, tại vì buổi sáng nó đông quá nha, người ta không thể nào mà cho anh chị đi về được. Anh chị bạn bây giờ ai mà kêu là không chịu đi về đâu, không chịu đi về đâu, không nghe, không chịu đi về đâu. Mà anh chị bạn sẽ cố làm, mà cô gì chú ác sẽ tuổi không có đâu. Nhưng mà trong đó anh chị bạn nhìn đi, có thằng thì tự xưng là thầy Phật cũng như Lai nữa, ai như là Phật. Giờ này thần tiên tỷ tỷ nhiều quá, giờ này thần tiên tỷ tỷ không anh chị bạn thấy không? Khi một phong trào nó đưa lên một cái là có những thành phần đó nó nhảy vô liền. Thầy tại sao không làm gì vậy? Ông cứ đeo khổ, ông cứ cười như vậy thôi. Nhưng mà những người khác thì sao? Thế thì không phải là mình nhìn kia sao? Nhưng mà nếu mà cơ quan chức năng không phải thế thì anh chị bạn cũng nên ủng hộ cơ quan chức năng sắp xếp cho thầy vào một cuộc sát. Có thể là tăng một phần lượng giảm một người số. Khi nào không ai không có chuyện đó sẽ như thế. Chứ bây giờ ai cũng được miếng giải pháp lên hết. Thì như vậy mới là không an toàn cho thầy thầy sinh. Này nói thế. Không phải là không có chuyện bạn. Nhưng mà ai cũng sắp một ngõ mặt. Ai biết ai tốt xấu chuyện bạn. Đúng không? Ai biết ai tốt xấu. Mà đồng tiền bây giờ nó buông mặt luôn á. Này nói thế. Đồng tiền bây giờ nó buông mặt luôn á. Chúng tôi sẽ chỉ tiền mà làm tất cả luôn á. Anh chị bạn thì không nói không? Thì sao không bị xấu? Cái chuyện họ
anh chị bạn